Kế thừa lịch sử 17 năm giải đấu golf lâu đời và danh giá nhất Việt Nam, giải vô địch golf quốc gia 2023 Cup VinFast một lần nữa khẳng định vai trò sự kiện dẫn dắt phong trào golf cả nước khi liên tục có những bước chuyển mình về quy mô, chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức. Trong 4 ngày tranh tài tại sân VinPearl Hải Phòng đầy thách thức, 154 vận động viên xuất sắc nhất Việt Nam đã cống hiến cho người xem những cú đánh đẹp mắt, những màn so tài kịch tính. Với hàng loạt cú đánh xuất sắc, golf thủ Nguyễn Nhất Long trở thành nhà vô địch của giải vô địch golf quốc gia 2023 Cup VinFast ở bảng nam. Lê Trúc An vô địch bảng nữ. Năm 2022, với sự tham gia tổ chức của báo Tiền Phong, Hiệp hội Golf Việt Nam VGA quyết định đưa giải vô địch golf quốc gia vào hệ thống giải golf chuyên nghiệp Việt Nam VGA Tour, trở thành giải golf chuyên nghiệp duy nhất trong năm dành riêng cho các golfer có quốc tịch Việt Nam. Với chủ đề bứt phá để vươn xa, giải vô địch golf quốc gia năm 2022 Cup VinFast đã chào đón hai nhà tân vô địch Nguyễn Anh Minh bảng nam và Đoàn Xuân Khuê Minh bảng nữ. Đây cũng là hai golfer góp mặt trong đội hình đội tuyển golf quốc gia giành những tấm huy chương lịch sử tại SEA Games 32 tổ chức ở Campuchia tháng 5 năm 2023 vừa qua. Tiếp nối những thành quả đó, giải vô địch golf quốc gia năm 2023 Cup VinFast do Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Cục Thể dục Thể thao, báo Tiền Phong, Hiệp hội Golf Việt Nam phối hợp tổ chức diễn ra từ ngày 8 tháng 8 năm 2023 đến ngày 11 tháng 8 năm 2023 tại VinPearl Golf Hải Phòng với sự góp mặt tranh tài của những tay golf xuất sắc nhất. Thông qua giải đấu và đặc biệt là trong các cái hoạt động bên lề được tổ chức cùng với giải đấu thì hình ảnh của một thành phố Hải Phòng, một thành phố đầy năng động và mến khách sẽ được đến với công chúng, đến với những người yêu bộ môn golf. Để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho 154 vận động viên tham dự giải năm nay, cùng với sự đồng hành của VinPearl Golf Hải Phòng, công tác chuẩn bị chuyên môn được ban tổ chức đặc biệt chú trọng để các vận động viên có một mùa thi đấu ấn tượng. Năm nay chúng tôi set up sân đấu VinPearl Vũ Yên ở một cái trạng thái nó khó hơn rất là nhiều so với cả năm ngoái. Vì chúng tôi cũng nhận định được cái sự tiến bộ của các cái tay golf Việt Nam trong một năm vừa rồi, đặc biệt là những cái tay golf trẻ. Nói chung là đây là một trong những cái điều kiện sân khó nhất mà chúng tôi đã set up ở Việt Nam từ trước đến giờ. Tuy nhiên là những cái vận động viên của chúng ta vẫn cho thấy là họ đang dần tiệm cận với các cái điểm số âm thường xuyên hơn. 4 ngày thi đấu là quãng thời gian đáng nhớ với các vận động viên, cộng đồng yêu golf và nhân dân thành phố Hải Phòng. Để đạt được những thành quả đó, ngay từ tháng 5 năm 2023, các đơn vị liên quan liên tục có những cuộc họp rà soát kỹ lưỡng trong công tác tổ chức giải. Từ khâu đăng ký, trọng tài, điều lệ thi đấu, sân bãi đến khâu hậu cần, an ninh, y tế đều được ban tổ chức phối hợp nhịp nhàng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng một lần nữa thể hiện là đơn vị đăng cai tổ chức giải chu đáo nhất. Lãnh đạo thành phố cũng dành thời gian và sự quan tâm chỉ đạo sát sao trước khi giải đấu diễn ra và trong suốt thời gian các vận động viên thi đấu. Tại cuộc họp ngày 27 tháng 7, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện và các đơn vị liên quan triển khai phần việc được phân công để chuẩn bị tổ chức giải vô địch golf quốc gia năm 2023 thành công tốt đẹp. Trên tinh thần tuyệt đối an toàn, quảng bá được hình ảnh du lịch, văn hóa, con người thành phố tới bạn bè du khách trong nước và quốc tế. Đây là một cái giải mà được đông đảo những golf thủ đánh giá là thành công hết sức là tốt đẹp. Từ cái đánh giá như vậy thì mới thấy rằng là ngoài cái việc mà tổ chức những cái giải quốc tế rồi quốc gia và giải địa phương thì nó có một cái tác dụng thúc đẩy cho cái môn thể thao mà nhiều người ưa thích ấy, và những người mà có cái khả năng kinh tế cao tham gia ấy, thì từ đó thì cái thu ngân sách cũng như là thu hút lượng khách du lịch đến với Hải Phòng thì năm sau cao hơn năm trước. Không dừng lại ở các hoạt động thi đấu đơn thuần, cùng thời điểm diễn ra giải vô địch golf quốc gia năm 2023 còn có nhiều hoạt động bên lề ý nghĩa. Lễ tri ân và chương trình tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó tại di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm để lại nhiều dư âm trong lòng mỗi người tham dự. Thông qua sự kiện ý nghĩa này, ban tổ chức giải vô địch golf quốc gia năm 2023
mong muốn truyền thông điệp một trong những cách tốt nhất để phát triển đất nước là sự học. Chương trình đã giúp các em học sinh có thêm động lực cố gắng học tập, trở thành người hữu ích, góp phần xây dựng đất nước. Điểm nhấn quan trọng bên cạnh giải đấu golf là hội thảo Hải Phòng điểm đến du lịch golf. Là thành phố cảng có nhiều lợi thế về du lịch, những năm gần đây, Hải Phòng quyết tâm xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong tương lai gần sẽ trở thành một trung tâm du lịch quốc tế. Hội thảo đã đón nhận nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia, doanh nghiệp để từ đó thành phố có những chính sách ưu việt hơn, đem đến sự hài lòng cho du khách và những người chơi golf khi tới thăm thành phố Hoa Phượng Đỏ. Hải Phòng đang phát triển nhanh, bền vững, nằm trong top đầu của toàn quốc. 6 tháng đầu năm, Hải Phòng thu hút đầu tư nước ngoài đạt ước tính khoảng 1,98 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30 tháng 3 năm 2023 với tầm nhìn đến năm 2045-2050. Hải Phòng trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới. Nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc giải vô địch golf quốc gia năm 2023, hội thảo bất động sản hiện thực hóa quy hoạch Hải Phòng bùng nổ bất động sản đô thị diễn ra vào sáng 11 tháng 8, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhiều tham luận tại hội thảo cho thấy tiềm năng phát triển nhà ở và trung tâm thương mại, du lịch tại Hải Phòng đóng vai trò là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước. Giải vô địch golf quốc gia năm 2023 của VinFast đánh dấu năm thứ hai liên tiếp nhận được sự đồng hành quan trọng của VinFast, đơn vị tiên phong của ngành sản xuất ô tô điện Việt Nam. Thông qua giải vô địch golf quốc gia, VinFast lựa chọn đồng hành cùng golf Việt Nam trên hành trình phát triển và cạnh tranh với bạn bè khu vực và quốc tế. Giống như cách mà đơn vị này đang nỗ lực đưa thương hiệu xe hơi Made in Việt Nam vươn ra thế giới. Để có được sự thành công, giải vô địch golf quốc gia năm 2023 của VinFast trong điều kiện cả nước đang trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Tuy nhiên, ban tổ chức vẫn nhận được sự ủng hộ của các đối tác trong vai trò nhà tài trợ cho giải như VinPerGolf, tập đoàn Kelex, công ty cổ phần dịch vụ hàng không Taseco, công ty trách nhiệm hữu hạn Vinamica Việt Nam và rất nhiều doanh nghiệp khác đã đồng hành cùng giải đấu, cũng như nhiều hoạt động xã hội của báo Tiền Phong. Ban tổ chức vô cùng trân trọng những sự ủng hộ quý báu này. Công tác tổ chức giải rất là tốt. Sân tốt hơn hẳn so với năm ngoái. Green đã được lưu xuống rất là nhanh. Hẹn gặp lại các golf thủ vào giải đấu của năm tiếp theo. Với mức tiền thưởng lên tới 1,2 tỷ đồng dành riêng cho các vận động viên golf người Việt, ngang tầm các giải thuộc hệ thống Asian Development Tour, giải vô địch golf quốc gia 2023 của VinFast sẽ góp phần thúc đẩy và nâng tầm cho golf chuyên nghiệp Việt Nam. Để có thể tổ chức giải năm nay thành công, có sự nỗ lực rất lớn của các đơn vị tham gia ban tổ chức trong cái khâu chuẩn bị, trong khâu huy động các cái nguồn nhân vật lực. Đây là một cái giải thể thao đỉnh cao về cái môn golf với cái sự tham gia của các vận động viên golf hàng đầu của đất nước chúng ta. Thế thì làm sao tổ chức được nó xứng tầm thì cũng là một cái vấn đề rất là lớn, và về mặt chất lượng chuyên môn thì có cái sự phối hợp rất là tốt giữa báo Tiền Phong và Hiệp hội Golf Việt Nam với cái người quản lý, những cái chuyên gia mà đã có rất nhiều kinh nghiệm ở trong lĩnh vực. Và đối với các công tác khác, trong đấy có truyền thông, rồi tổ chức các hội thảo, nghị hội thảo thì cũng rất là dày công với cái sự tham gia chuẩn bị nhiều tháng trời của các cái đơn vị thành viên của các đơn vị thuộc ban tổ chức. Và chúng ta thấy rằng là cái chất lượng đạt được rất là cao và cái nỗ lực mà các đơn vị bỏ ra đã không uổng phí. Giải vô địch golf quốc gia năm 2023 của VinFast thành công tốt đẹp, một lần nữa thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, đồng thời khẳng định sự tận tâm, chuyên nghiệp và chu đáo của đơn vị đồng tổ chức là báo Tiền Phong. Sự kiện thể thao đặc biệt này sẽ là tiền đề cho các giải golf quốc gia và tầm châu lục những lần tiếp theo, góp phần tích cực trong việc tạo cảm hứng thúc đẩy cộng đồng golf Việt Nam phát triển lớn mạnh, nâng cao nhận thức trong vấn đề phát triển kinh tế golf, cũng như góp phần quảng bá du lịch, văn hóa, hình ảnh môi trường đầu tư nơi đăng cai tổ chức giải đấu.